Chào các bạn, video này mình sẽ hướng dẫn các bạn làm một chiếc ấm pha trà bằng những viên nam châm. Đầu tiên thì chúng mình sẽ làm phần đế của chiếc ấm. Các bạn làm cho mình một bông hoa. Sau đó chúng ta sẽ tạo ra một hình một hình 5 cạnh như thế này. 1, 2, 3, 4, 5. Sau đó chúng ta xếp tiếp. Và chúng ta lại tạo ra một hình 5 cạnh tiếp theo. Tiếp đến thì chúng ta sẽ xếp cho mình một vòng nữa. Và chúng ta được cạnh là 5. Chúng ta sẽ dừng lại ở đây. Và bây giờ lại xếp một khối tiếp theo cũng có cạnh là 5 như vậy. Chúng ta sẽ đi làm sao cho kích thước bằng khối vừa rồi có cạnh là 5. Và đã đủ rồi. Bây giờ chúng ta sẽ nối hai khối này với nhau. Chúng ta úp lại. Và chúng ta được một khối như thế này. Tiếp sau đó chúng ta sẽ tạo thân tiếp ấm. Để tạo thân cho chiếc ấm thì chúng ta sẽ khép vòng bi lại ở phía trong như cách mình đang làm đây. Và chúng ta được vòng tròn như vậy. Sau đó ta sẽ cho chiếc ấm này cao lên. Chúng ta cứ xếp tiếp tục như vậy cho cao lên các bạn nhé. Và một vòng tiếp theo và cao hơn nữa. Tiếp tục nào, một vòng nữa. Một vòng tiếp theo nữa. Chúng ta sẽ bổ sung thêm bi để cho xếp cao lên. Và một vòng tiếp tục. Rồi, như vậy phần thân của chiếc ấm đã xong. Chúng ta điều chỉnh để cho cân đối. Ta đặt lại lên đây. Như thế này. Sau đó chúng ta sẽ làm chiếc vòi. Các bạn đếm 2 4 viên bi. Đây là chúng ta đang làm chiếc vòi. Bốn viên thôi nhé. Sau đó chúng ta xếp các 4 viên như vậy. Các bạn xếp cho mình nhiều khối như vậy. Và được rồi, chúng ta sẽ nối vào theo kiểu so le như thế này. Tiếp tục. Tiếp theo nữa. Các bạn cẩn thận, nếu không nó sẽ bị vỡ cấu trúc. Đó. Ba hàng. Tiếp theo hàng nữa. Và hàng tiếp theo. Và một hàng nữa. Chúng ta đang làm chiếc vòi của chiếc ấm các bạn nhé. Và đây là chiếc vòi. Chúng ta sẽ gắn vào đây.
và sẽ hạ thấp chiếc vòi này xuống. Tiếp đến là phía tay cầm bên này. Tay cầm, chúng ta sẽ lấy bi và chúng ta có hai hàng như thế này. Chúng ta gắn vào phần vòi ấm và phần tay cầm của ấm. Và đây sẽ là tay cầm. Một chiếc ấm thì cần phải có nắp đậy ở phía trên. Chúng ta sẽ cho cái phần vòi này thấp xuống một chút. Chúng ta sẽ làm nắp đậy ở trên. Các bạn chuẩn bị cho mình 6 viên bi. Hoặc là chúng ta sẽ xếp luôn như thế này, tạo ra một bông hoa. Sau đó chúng ta cũng xếp ra một khối 5 như vừa rồi. Chúng ta sẽ đi thêm làm sao cho cạnh của nó phải là 5. Và đây đã là cạnh là 5 rồi. Và tiếp đến chúng mình cũng sẽ xếp vòng tròn để tạo ra nắp cho chiếc ấm. Sau khi được khối thế này, chúng ta sẽ đậy lên trên. Ta đậy lên trên như vậy. Và sau đó chúng ta sẽ xếp phần nắp ở phía trên này nữa. Các bạn chuẩn bị cho mình một vòng như thế này thì chúng ta xếp lên phía trên cùng. Và chúng ta cho xếp vào đây. Vậy là chúng ta đã xong sản phẩm điều chỉnh vị trí để quay ấm cho hợp lý. Và đây là sản phẩm chiếc ấm sau khi đã hoàn thành. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video của mình. Hy vọng với sự hướng dẫn của mình thì các bạn sẽ làm ra một chiếc ấm thật là đẹp. Chào tạm biệt và hẹn gặp lại các bạn.